Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta thấy rất là nhiều dương nguyền 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cực kỳ là nhiều luôn. Đấy. Và tôi không biết nói sao nữa các bạn. Quá là nhiều thế này. Trời bời chưa các bạn ơi. Thế này thì chắc là win thôi. Ok, và sau rất nhiều lần tôi lấy hết từng người trong đây thì tôi được tới 59.000 nguyền lận. Đơn giản là bởi vì tôi vào trong tầm mốt số lượng nguyền tôi nhận khi nhặt mỗi dương là 999, rồi thêm cả đột biến nữa nên là 1.400. Và đây là lúc tôi đánh được collector, nhưng mà tôi không nhặt hết tất cả các bạn, không nhặt hết scone được bởi vì nhặt hết thì âm đa mất và úp mạ. Ok, không sao cả, chúng ta ăn một đòn nhưng không sao cả đâu, chúng ta vẫn đánh được collector thôi. Để luôn các bạn này, ui không bắn được đầu ra luôn đấy các bạn này. 181.000 nguyền sau khi nhặt hết tới tận 3 map dương nguyền nha các bạn. Số này cực kỳ khủng luôn. Ok. Không bù máu, không bù máu luôn các bạn. Không đòn. Không sao, không sao, không sao. Tôi. Em xin. Chết đi, chết đi. Yes. Rồi tôi đã win rồi. Quá là đơn giản luôn.